Và đây là một cửa hàng bán dao kéo đồ bằng sắt ha. Đây, một dãy cửa hàng, hai cửa hàng liền kề bán dao kéo đồ bằng sắt. Chúng ta đang thấy trên màn hình đó là cây xuống nè, cái cào nè, cào ba nè, cái cuốc nè, cái xẻng nè, có cái kiềng nữa kìa, cái kiềng. Đây là những cái cuốc, cái xẻng đây, và cái kiềng nè, kiềng này là kiềng để nấu củi hoặc nấu rơm. Đó, bạn thấy không? Ngày xưa vững chãi như kiềng ba chân là nó đấy. Đây một bà cụ đem cái sản phẩm của gia đình đi bán, đó là vài quả trứng và một quả mít. Bà cách làm hai để dễ bán, có nghĩa là quả mít đó thường thường là một quả như vậy khoảng 50 ngàn, nhưng mà bà cách làm hai ra thì người nào mua chỉ tốn chỉ 25 ngàn thôi. Đây là quả mít, bà cụ rất hóm hỉnh, rất là đồn hậu. Chợ là một cái nơi để trao đổi hàng hóa, mua bán kinh doanh, đồng thời cũng là cái nơi giao lưu gặp gỡ của mọi người. Ở đây toàn là những người đi chợ thì cũng là những người quen nhau hết, quen nhau. Đây là một cái sản phẩm của ông chú đem đến bán. Đây là một cái cửa hàng của gia đình. Đây là những cái người mà những sản phẩm này là của gia đình họ, họ đem đến đây họ trưng để họ bán, là ngồi ở ngoài. Còn nếu như đi vào trong chợ theo từng gian thì đó là những cái chủ cửa hàng, người ta kinh doanh, chuyên kinh doanh cái sản phẩm quần áo rồi những cái đồ ở ngoài. Các bạn thấy chúng ta đang tiến bước vào chợ, và tiếp theo chúng ta xem đó là chợ hải sản trước ha. Đây là một cái gian hàng bán nghêu, con này gọi là con nghêu, nấu canh rất là ngon, nấu canh ăn cơm rất là ngon. Ngoài ra một số các lương thực thực phẩm mà thiết yếu trong gia đình. Muối nè, muối người ta bán theo cân. Đây là sản phẩm ốc móng tay nè, mực nè, cá nè. Đây là những đồ biển tươi được đem lên bán ở chợ Nôn Trường Sơn. Chúng ta thấy rằng rất là nhiều những cái đồ hải sản rất là ngon tươi được trưng bày để bán. Gà nè, con thẻ.
lên YouTube cho nãy nó coi. Xong rồi vậy. Sáng là chở anh Thao đi bán vậy đó hả? Chở một chặng đi bán vậy đó hả?
tích đầy nướng đầy cua. Đây là cá chả, đây cá thèn, đây cá mối. Quay thoải mái. Như mình đã nói thì mình vừa quay xong hàng cá như mình đã nói từ đầu video chợ của chúng ta là một cái ngôi chợ đồng quê rất là vui vẻ, rất là tinh thần, rất là lạc quan của mỗi người. Chúng ta thấy rằng đi chợ không những là một cái nơi giao thương và cũng là một cái nơi gặp gỡ, trao đổi, nói chuyện với nhau. Cái sản phẩm của người dân đem đến chợ bán đơn lẻ, rồi cũng có nhập sĩ về để bán của các chủ cửa hàng vân vân. Và đây là cái dãy hàng thịt heo mà chúng ta đang xem. Sau khi tôi quay hàng cá xong rồi tới hàng thịt heo. Và tiếp tục với video thì các bạn đây trên màn hình các bạn thấy đây là một cái dãy hàng thuốc nam. Cửa hàng thuốc nam, thuốc bắc, rồi đó rất là nhiều ha, mỗi một gương mặt và buôn bán rất là vui niềm nở. Và chợ này người ta bán xong rồi thì người ta tiếp qua tiếp tục ta chở qua một cái chợ khác để người ta bán tiếp, chứ không hẳn là một cái chỗ này không. Cái gì bán thịt rất là vui không, xinh đẹp vui. Và tiếp tục đi xem.